Hello anh em, hello anh em, hello anh em, hello anh em. We School. Hello anh em nhé. Đây rồi, chúng ta sẽ trở lại We School vào mỗi tối thứ 3, 5, 7. Hôm nay là thứ 5 anh em ạ. Đó. Hôm nay là thứ 5 thì chúng ta sẽ đến với We School nhá. Ngày sau đây cũng để anh em chờ lâu này, 13 giờ và 22 giờ thôi. Đâu, lịch của tôi chuẩn nhá là 1 giờ 30 và 22 giờ 30 hàng ngày nhá anh em nhá, lịch chuẩn nhá. Tinh anh hết vị á. Tôi đá lên siêu sao cho anh em xem. Tôi đá lên siêu sao cho anh em xem nào. Ngày hôm nay nào. Ngày hôm nay đó, tôi sẽ đá lên siêu sao anh em nha. Bắt đầu tiên nha, mở cửa chào đón những học sinh mới. Ở những mỗi tập tôi sẽ luôn mở cửa để chào đón những em học sinh mới đến với lớp tôi. Rồi. Ước tính đến SCD này thì phải kiếm được hơn tỷ, điên à, 3 tỷ. Mày cứ ăn bớt đi thật đấy. Nói chuẩn, nói tao ăn bớt đi. À, thầy xếp búng một chiến thuật một xíu. Cháu nào được đó, kết quá nên mới lên tiền đạo thôi. Bây giờ anh em nào cũng gửi lên tiền đạo à. Đó, người nào người ta cũng gửi nó là học sinh của mình lên tiền đạo. Thế nào? Ôi trời ơi. Lương fan mù ơ, á rể đã donate cho Tabi 10.011 đồng. Cháu đầu tiên dắt tay vào học, Wan Bisaka vào lớp chào thầy đi con. Wan Bisaka đọc luôn vị trí đi, đọc luôn vị trí nhanh, đọc luôn vị trí con lên đường nào. Wan Bisaka, đó, đọc luôn cái vị trí đi, cháu con lên đường 20 mấy tỷ cơ. Thôi đặt cộng 1 thôi. Tiết kiệm vào trong này làm gì đấy, mấy tỷ. Cộng 1 mua về đọc lên cộng 3, thế là ok rồi. Đó. Hãy quên Su Nghi đi, e xin cháu Suarez. Nhận. Đó. Thầy xếp đâu cháu đá đó. Ok, được rồi. Sao không có CB nhỉ? Suarez anh em này hãy gửi, hãy kèm luôn vị trí nhá anh em nhé. Không có xếp anh em lại không hài lòng. Dấu tên đã đầu nước cho Fabi 10.000 đồng. Vu Hao Gui Ong thay nho Kaka cua toi chu. Đặc quá. Đây rồi. Kaka nào Vũ Hạ nhỉ? Hả? Đó, Kaka nào ta? Ông thầy nhớ Kaka tôi, Kaka nào nhỉ? Tôi không nhớ thật, Kaka nào ta? Hả? Không nhớ thật. Cháu Suarez em sẽ là hộ công tuyệt vời. Đấy. Bảo hiểm cho cháu nhà e. Đã hết content này luôn. Riêng Suarez này đi theo tôi đi đâu Suarez đi đấy. Đấy rồi, như vậy là chỗ trường hợp của Wan Bisaka là được gia đình ủng hộ thêm tí, gia đình ủng hộ thêm cái mã 50k. Đó, giữ cái slot cho cháu. Rồi, đây rồi. Đây các bạn, đây xin cảm ơn Wan Bisaka nhé. Và phụ huynh của cháu nhé. Thầy cho các cháu đá bóng như con người đấy, thầy sơ đồ mất vệ sinh quá. Bây giờ ai cũng muốn gọi là đưa họ lên mình hàng công. Enkunku tại sao còn chưa nhót à? Đúng rồi, Enkunku khả năng lên đường đi. Enkunku khả năng cho lên đường, con này lên 2 phát. Đấy. Lên 2, rồi. Ưu tiên sướng chưa? Sướng chưa? Wan Bisaka lên 2, sướng chưa? Đó, sướng chưa? Nào, Wan Bisaka đang là ước sổ tuyệt vời. Thế nhở, ok, xin cảm ơn. Xin cảm ơn cho Wan Bisaka nhá. Wow, tuyệt vời, Wan Nick này hình như còn chưa được chơi sự kiện đâu. Đó. Thay chào Trần Tuấn A2K103 gì thay. Ok, chào Trần Tuấn A2K, cái gì? A2K103 nhá. Ôi, sao nhiều FC vậy ta? Ôi, sao tận 700 FC, sao nhiều nhỉ? Ôi, sao nhiều vậy ta? Chắc lén quét không cho anh em biết không, gì mà phải lén quét là quét đàng hoàng, cái gì mà phải lén lùng cái thứ anh em sao nhỉ? Quét đàng hoàng, anh em là gì mà lén quét không cho anh em biết? Đợt đầu băm 2k rồi thầy ơi, hình như băm 200 rồi, mình chưa chơi gì thì phải, đợt đầu là băm 2 lít vào đấy rồi. 10 là Lucky Ball, 50 FC. Riyad Mahrez, biết chắc luôn, Mahrez cũng mới thôi, cộng 2 à. Nạp nhầm đâu, không có nạp nhầm, thế luôn, đầu tôi nạp nhưng mà tôi kiểu chơi ấy. Thôi bây giờ mình cứ mua sắt ở đây, mình cứ để sắt cầu thủ đây tí. Em tình yêu sát 3 đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Em chào thầy em đến hơi muộn. Xin chào em Minh, đó, tàu vẫn chưa chạy Minh ơi. Em đến muộn nhưng mà tàu vẫn chưa chạy, thoải mái đi. Con này là Vadion, ok, tính là mình để đây đi. Ôi trời ơi. Dominic đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một con hàng chơi cực kỳ năng nổ và nhiệt huyết đến từ Hungary. Và đó là Dominic Szoboszlai. Donos Szoboszlai. Đó, Szoboszlai. Đây. Dominic Szoboszlai. Các bạn đọc cái tên khó đọc quá. Dấu tên đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Thầy có thể cho e gửi cháu Ibra CB không ạ? Nhanh khẩn trương luôn, Ibra luôn, sách gọi là sách cổ lớp luôn. 43 tỷ, con mẹ đắt thế, sao Ibra đắt vậy? Ui, sao Ibra đắt vậy ta? À, quả của con mẹ quả của Ibra đắt điên à? Ui, gọi 41 tỷ, à 42 tỷ nó chua thế nhở? Từ từ nhé, cái trường hợp của em mình yêu sát ba đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Tàu này phải có cháu Foden đấy chắc thầy ạ. Chắc chắn luôn, phi Foden, nhanh lên, phi Foden lên.
Foden về đây. Foden đây nhá, xin phép luôn, đeo ban đội trưởng cho em mình yêu sát bà này đấy. Cho ban đội trưởng luôn. Đội phó Enzo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gallagher mới đi khỏi chân đèo, thầy cho em gửi nhờ đội trưởng với Wiscoon nhé. Gallagher đến luôn đây, đã đến luôn đây. Nhanh, khẩn trương. Ui. Đây rồi, Gallagher rồi, giá rất là mềm mại luôn, thoải mái luôn. Ôi Đức Huy, AKA thừa tướng của vua Tần đã donate cho Ibrahim Tabi 10.000 đồng. Ibrahim vẫn phải mua thật. Chào thầy, thầy cho tôi hỏi cháu cu trắng à nhầm cu đen nhà tôi học tập thế nào ạ? À? Cu đen học kém lắm, thật cu đen giờ này học 39 tỷ Vibra còn. Lại là em và chuyên mục mỗi ngày một kiến thức. Manchester United là một câu lạc bộ có bề dày lịch sử lâu đời và là điểm đến mơ ước của khắp các hào thủ trên toàn thế giới. Nhưng chỉ có một số ít đến từ châu Phi. Không nhìn kênh chat, hãy kể tên 4 cầu thủ đến từ lục địa đen từng khoác lên màu áo đỏ. Ôi trời ơi! Dấu tên đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Có chút gửi gắm thầy để ý tới cháu Ibra giúp tôi ạ. Đây rồi. 1 nhá. Là Zaha. 2 là Eric. Cái gì nhỉ? Eric Dembaba. 3 là con Eric Bailly này. Ôi trời ơi! 4 là Onana. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chuẩn mãi luôn. Em chào thầy ạ. Cháu Enkunku có quậy phá gì không thầy? Enkunku đánh giá là thằng ấy nó không quậy phá gì cả, nhưng mà vấn đề về ý thức thôi. Thằng ấy về chuyên môn cũng bình thường, nhưng mà về ý thức sinh hoạt các thứ là tôi đánh giá là thấp. Đức thấp. AKA so với cái năng lực của cô Tần đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chắc tại do cháu cộng 1 đấy. Chỗ thân quan thầy cấy nhắc cho cháu lên 2 tí nhỉ? Ok lên 2 luôn, khoác cái màu áo mới luôn, cu lên cái màu áo mới nha. Đó, khoác luôn lên cái màu áo mới vào đây luôn. Dạ, vào đây có liền. Những cái thằng nào không nổi tiếng cho làm phôi hết. Minh Hải đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho em gửi cháu Lơ An vào lớp với ạ. Nhận hết tầm này. Nope. Không lên được kìa. Con mẹ không lên được kìa. Hello Zedon nha, hello em nha. Lâu lắm mới thấy quả Zedon đấy nha ta. Hà Lan Madrid đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cho em gửi cháu Kylian Mbappé vị trí LF với nhé. Mbappé, sợ LF, sợ Mbappé không đá được ấy chứ. Mbappé sợ là vị trí LF là người ta không đá được, không biết là thế nào thật. Tôi đang sợ là không đá được ấy. Thôi, tôi cứ mua thử nhá. Mua thử không biết là sao có đá được không? Xem nào. Cái con nào vừa bảo mua con nào? Mbappé à? Đây. Kylian Mbappé. LF hôm nay bây giờ không đấy được, tàn hàng công mà có ai gửi hàng thủ đâu. Có ai gửi hàng nhà thủ nên suốt ngày hàng thủ chỉ có 2 người à. Nào. Mbappé sợ không phù hợp với hàng, sợ không phù hợp với phong cách chơi của tôi chứ đấy. Nhìn nó đắt quá nhỉ, trông nó có 20 mấy tỷ một thằng. Lê Quan đi chuyển ra Quảng Trị, chuyển hướng quả Lê Quan thế nào. Đắt quá quả Mbappé này. Lê Quan Cup. Đó, 6 tỷ thôi mà, đơn giản. Giá rất đơn giản à. Rô 50k đá được, không phải 50k, nó không mở hệ thống thì nó khó lắm. Nhiều khi nó ghép mà nó không chuẩn ý. Đó. Ôi trời ơi. Nguyễn Quốc Hải International School đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn lương nha. Thầy giữ cho em, người bạn thân của Ibrahim, người đạt nút kim cương nhanh nhất thế giới, vị trí CB nha thầy. Cristiano giữ im đấy, không đi đâu cả. Đó, không đi đâu cả. Wan-Bissaka về đá cùng luôn. Wan-Bissaka về đá cùng luôn để giảm tải bớt áp lực lên hàng thủ, được chưa? Giảm tải bớt một chút áp lực lên hàng thủ. Như vậy là đẹp keng đấy, tôi thấy như này là đẹp keng đấy nhá. Rồi. Đấy, xem như này tôi thấy là đều này, quả Bruno này. Hay quả Bruno này cho lên đường, hay mình cho quả Bruno lên đường ta. Như này tôi nghĩ là ok này. Ôi trời ơi. Hà La Madrid đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Hết đắt chưa thầy Kylian, đi hết tập này nhé. Tự biết luôn, tự giác anh em luôn, cái tập này ấy, nó đánh vào cái ý thức, nó là tự giác. Kylian Mbappé. Đó. Cậu ấy mãi phù hợp trong hệ thống của tôi. Ôi trời ơi. Em Hùng Đại Hiệp. Đại Hiệp Hu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hàng thủ cần một chút máu lửa của quỷ đó thầy. Cho em gửi Rooney VTA cộng 3 vào CBA. Sao lại Rooney, sao lại đủ cả mùa, sao lại đủ cả thẻ cộng thế, ghê nhá. Rooney VTR cộng 3. Ủa sao phải đúng cộng 3, phải đúng VTR cộng 3 luôn à. Ôi trời ơi. Đây rồi. AKA thừa tướng của vua Tần đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhót. Thiếu thủ thì cho tôi gửi cháu Cannavaro. Có bóng vàng ok không thầy? Đủ rồi, đủ thủ mất rồi, Wan-Bissaka về đủ rồi. Còn là đưa quả Cannavaro lên tuyến trên được mà. Hàng thủ là chỗ của bóng vàng. Trẻ con không có bóng vàng thầy cũng nhét vào DCA. Lên đường luôn, nhét tránh ra luôn anh em ba, để ba anh em quây quần nhá. Tránh ra luôn để ba anh em quây quần lại với nhau luôn. Rồi, được chưa? Đó, ba anh em quây quần thôi, lên đường nhá. Đây, như này đi nhà mình nghĩ là như này. Raco Singer đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ui, cảm ơn Raco Singer nhá. Chó nhà tôi, chiến binh Hy Lạp Macropanos lĩnh sướng hàng thủ với ạ.
tên tộc đọc là gì nhanh đi. Ma vô cái gì từ nhanh không nghĩa mất. Ma vô cái gì? Ma vô Branot. Đến luôn, đến đây. Tôi đang cần một người Hy Lạp, tôi đang cần cái màu sắc Hy Lạp nhá. Lương fan mù. Tới đây. Á dề đã đầu hết cho tôi 10.011 đồng. Mua 6 tiết kiệm. Thưa tướng ơi, cháu nhà tôi muốn giúp thầy giảm tải áp lực nơi phòng ngự cho thầy mà. Cũng giảm tải thưa tôi nhá. Cái kia lên chưa về đây này. Tôi đang cần cái màu sắc. Tôi đang cần một cái màu sắc Hy Lạp. Thật may là cậu ấy đến. Thật may là cậu ấy đến rất đúng lúc. Đây rồi. Ờ chết cháu nhà bạn Lương à, tôi xin lỗi. Chiêm âm luôn, tôi chiêm âm cho cháu One B về lại hàng thủ hộ tôi cả. One B không đi đâu hết, One B ở phía trên. Anh em nhá. Mâm trên, mâm dưới, mâm các cụ, mâm trẻ con luôn. Nào, chia hai mâm đầy đủ. Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở mức danh thế giới 3. Xin phép em luôn, ngày hôm nay. Cho Tabi 10.000 đồng. Nhớ ZTS thật sự. Tôi nhớ nhất những ngày thua trận huấn luyện viên bắt chúng tôi xếp hàng ngoài nắng ngoài mưa xem huấn luyện viên ăn sạch căng tin. Làm gì có. Còn những ngày thắng tưng bừng thì chúng tôi quây quần trong nhà ăn để xếp hàng nhìn huấn luyện viên đớp sạch. Không có. Ôi những kỷ niệm vãi L luôn. Chào em Hiếu nhé. Ủa cái con mẹ kỷ niệm, xin cái kỷ niệm đùa đâu. Em muốn thay chào Watt. Watt là Watt Florian Witt đúng không? Một bàn. Một. Thằng nào ít điểm nhất trận đấu này nhá. Thằng nào ít điểm nhất ở trận đấu này, thằng đấy sẽ lên đường thay cho Win. Thượng Lý đã donate cho Tabi 10.000 xin đồng. Xin chào Thượng Lý nhá. Hello thầy, gửi thầy chai nước. Uầy, nét quá Thượng Lý ơi, xin cảm ơn Thượng Lý nhiều. Tôi tưởng Thượng Lý không đến cơ. Hàng thủ cứng như thép. Người hùng Hy Lạp SW. SW là ai nhỉ? Em đừng đại hiệp. Đại hiệp Hu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lâu. Nope. Cháu nhà ai vừa chọc quả khe ư thế nhờ. Giống như là Juni à. Dấu tên dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Siêu hư. Ôi trời ơi. Sự nghiệp của Vlahovic có một cú hít lớn khi anh được đôn lên đội 1 của Partizan Belgrade vào năm 2016 ở tuổi 16. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh không thể ra sân thường xuyên. Em có câu hỏi. Nhưng với tinh thần kiên cường và quyết tâm, biển Lào có bãi cát đẹp nhất. Ba, ôi trời ơi, em trường bán đường chính ở là bãi cát, cát dê. Mai ô, ô mai cát nhìn thằng Ibrahim nhìn ghét quá thầy. Ván sau nhót và cộng một vé Neymar đã xuống CB cùng hai huyền thoại tạo ra nay bộ ba hay nhất thế kỷ 20. Sau trận tài 7.520k. Ôi má, ôi, con nghe điếc con mẹ tai luôn. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Cảm ơn anh em cuối cùng là không nghe được cái gì mà. Nào, Luaku, Phil Foden. Phil Foden. Em trường bán đường ở cô. Gì? Em hùng đại hiệp, đại hiệp U đã đồng ý cho ta bi 10.000 đồng ván sau nhót. Mặt ông thầy cộng một vé Neymar xuống CB cùng hai huyền thoại tạo ra bộ ba hay nhất thế kỷ 20. Ok, xin cảm ơn cái gì em trưởng bán đường của cô đây. Ôi trời ơi. Vlahovic là một tiền đạo trung tâm có thể hình lý tưởng. Anh sở hữu chiều cao 1m90, sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm chính xác. Vlahovic cũng rất giỏi trong việc di chuyển không gian, tạo phản chống cho đồng đội và có khả năng tỉ đẻ tốt trong tổng đoàn đấy. Donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn Đức Huy nha. Tổng là một lét lót tay mà vẫn không đờ si à. Giả được, một lét được nha. Một lét thì được nha, có liền. Một lét thì có liền nha, One Bissaka. Ô mà đem con Vlahovic vào tôi đốt cái nhà ăn đấy, 2 lít thì được. Không được. Lukaku! Và cái này gửi tặng em Dương. Được chưa? Vlahovic nhá, không phải chân vào đây luôn, nói luôn. Đó, nói luôn. Bây giờ nhá, là chúng ta sẽ làm tí nếu như gọi là con Busson 21 ấy mà điểm nó cao hơn 7.5, đó làm lead. Lên siêu sao thoải mái anh em ơi, thử thách có những mình thử thách bản thân đi lên thoải mái là. Anh em đưa tôi con cầu thủ nào, đưa tôi vào cái hệ thống chiến thuật nào tôi đá hết. Đó là khả năng ứng biến của một streamer, của một game thủ. Khán giả bây giờ người ta đưa cho mình một cái bài toán như nào mình giải được hết. Đó. Bây giờ mình là không hậu vệ, mình vẫn có thể lên siêu sao được, chẳng hạn đấy có thể hiện được cái chất của người cầm quân đấy nhỉ. Nào. Suarez. Somolai, Juni. Mày đỡ đi, Juni. Ôi giời ơi. Vlahovic muốn giành được nhiều danh hiệu cùng câu lạc bộ ZTA và cùng đội tuyển quốc gia Serbia gặt hái những thành công trên đấu trường quốc tế.
Anh hy vọng sẽ đóng góp một phần quan trọng vào các thành tích của Zetia và đội tuyển Serbia trong những năm tới. Kệ con mẹ thằng Vlahovic được chưa? Không thua, không biết thua là gì. Từ lúc gọi là sắm đủ cái bộ đôi Hy Lạp này không biết thua là gì luôn. Chọc khe lên, chọc. Ibra. Sao? Thế nào? Ui, tụt. Nope. Từ nhá, cách biệt có một quả thôi nhá. Cách biệt chỉ đang có một quả thôi nhá. Nó đánh lừa tôi, tôi tưởng nó sơ chân nó sút cơ. Thôi bây giờ có lẽ là bây giờ mình cần phải ghi thêm bàn. Mình cần phải ghi thêm bàn để gọi là nới rộng cái cách biệt ra cái. Bắt đi. Bắt quả đi. Không suy đã donate cho Tabi. Cảm ơn Tít Không Suy nha. Thầy có thể đổi ngược lại bộ mâm trong sơ đồ chiến thuật The CKS Khay. Xong rồi. Em muốn thấy A7 và Messi kiến tạo và ghi bàn. Trận sau đổi luôn cái mâm ngược lại, đổi chỗ lại cho mâm trên mâm dưới đổi ngược lại luôn. Nào. Trong 4 mùa giải khoác áo Fiorentina, Dusan Vlahovic đã ghi được 46 bàn thắng cho cơ bài đá đầu nét cho bàn thắng của giải đấu Serie A mùa giải năm 2021 đến năm 2022. Phong cách chơi bóng mạnh mẽ, kỹ thuật điêu luyện, khả năng. Titi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có hai nỗi sợ lớn nhất trong đời Tabi là nhà ăn bị cháy và gãy chân không chạy vào nhà ăn được. Sợ gãy chân nên thầy tôi rất chăm tập cơ tay để lỡ có gãy chân thật thì tay khỏe đẩy xe lăn vẫn nhanh hơn cầu thủ vào phòng ăn. Mẹ ông thằng Titi sao nó nghĩ, thằng Titi sao nó nghĩ được lắm bạn? Con mẹ ông thằng Titi nó là. Ông nghĩ được lắm phạt đấy ta, cầu thủ thất điểm nhất thế nào? Em mình yêu sát ba đã. Như vậy là Ibra thất điểm nhất à? 50.000 đồng. Ai động đến chó cô đần của tôi đấy. Ôi xin cảm ơn Minh nhiều nhá. Busson này lên đường luôn, thằng Busson này nó dám phỉ báng. Con mẹ nó dám phỉ báng cái bảy tôi. Thằng Busson này cho lên đường. 50k mà chưa thấy Kylian LF nhỉ? Nè, đây nè, nó không bán cho tôi nè. Ôi trời ơi. Cầu xin cho tôi một cơ hội, dự bị cũng được. Vlahovic để không mua thằng này điếc tai luôn, không mua nó điếc tai nó rồi. Tít Không Suy đã donate cho ta không mua thằng chắc điếc tai nó luôn. Ramdeu liệu có thay thế được không ạ? Ramdeu được. Đó, không phải mua cái thằng Vlahovic, con mẹ nó sợ ba. Ui, không, nó đứng ngoài, nó đứng ngoài cửa nó chửi vào thì làm sao mà đá được thật. Không tập trung nổi ấy. Ôi giời ơi. Cho cơ bài đã donate cho ngoài cửa 50.000 đồng. Thủ thỉ cái tay à? Foden nhót Julian Brand đá ST. Brand à? Foden không nhót được. Brand mua về thôi. Brand hiện tại tôi sẽ mua về nha. Cho thằng Vlahovic vào nhét vào một góc. Ok được. Ôi giời ơi. Có mẹ em thằng trên trường hợp đấy bỏ vào một góc. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy. Thầy cho em xin một slot cho cháu Joshua King nhà em. Vua của mọi kèo. Không, xin trời ơi không hay. Nói thật với anh em thằng đấy trường hợp đấy là không hay. Bây giờ tôi cần một thủ môn. Nào, bây giờ tôi sẽ cần một thủ môn nhá. Còn mẹ bây giờ phải để hai chiến thuật. Bây giờ nhá, đá là phải để hai chiến thuật. Một là cái mâm ngược, hai là mâm xuôi. Còn mẹ để hai chiến thuật đấy đổi đảo liên tục luôn trong cái bọn này. Gọi là nó gặp mình trong danh nó xoắn luôn mà. Sadari để cho lên đường này. Brain này, con nào cũng nhỉ? Rapsdale bắt chính luôn. Bây giờ mình xin phép luôn để chỉ một chiến thuật với một chiến thuật hai đó là mâm ngược. Đó, Messi lên đây. Mâm ngược và mâm xuôi. Wan-Bissaka xuống đây nhá. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một ngày thường mày được chia đi. Thành 3 buổi, sáng, trưa và tối. Đó, mày đỡ đi. Vào buổi 7 ngày 5 tháng 2 năm 1985, huyền thoại người bồ nhưng không có WC đã ra đời. Sao lại còn phải nó lại còn phải không có WC, sao nó còn phải như thế nhỉ? Đó, sao nó phải như thế? Rồi, mâm ngược và mâm xuôi, con mẹ em để hai bên luôn. Joshua King có hay không nói lại hộ em cái? Joshua King nhá, nó là huyền thoại luôn, nói thế cho nhanh. Bắt cả thằng nào chia bài Joshua King, thằng nếu biết gì bóng đá nó thế cho nhanh nhỉ. Joshua King về đây luôn. Không biết gì ông đá cả. Làm tí 461M nhá. Đó. Cảm ơn số tên nhiều nhá. Hiếu Đại học Y Hà Nội đã donate nhầm rồi cho 10.000 đồng. Vẫn là câu hỏi của em trong các buổi nhầm hết đi kinh. 3.000 người xem chưa được 500 like. Thầy trả lời giúp em đi ạ. Không thể trả lời nổi. Con mẹ mua nhầm kinh rồi. Mua nhầm ông vui rồi. Đây rồi mua nhầm của kinh nhá. Chết mẹ luôn, không hàng rồi, mua cộng 8 à. Ôi trời ơi, Tùng Du học sinh Thủy Lợi đã donate cho ta 10.000 đồng. Cộng 5 vậy. Bảo mua Joshua King thì ông khởi mua lết đi kinh ông thầy đùa em à mặt cười. Nhầm. Ok.
nhầm vua nhầm. Anh em bảo mang về ông vua, tôi mang về ông vua, anh em làm gì nữa. Bây giờ cho thằng Vlahovic vào đâu nhỉ? Bây giờ nhất là vào đâu nhỉ? Quan Bissaka này nó đóng 50 rồi, bây giờ đưa vào đâu bây giờ nhỉ? Đưa vào đâu ta? Con mẹ bây giờ không còn chỗ mà nhét được. Julian Brand là Wit, là thằng Wit này. Wit này nhận cũng nhiều quá. Foden đấy. À không, Foden không được, không được. Ngay lắc cơ. Vlahovic đó, đứng một mình một chỗ, riêng thằng đấy đứng một mình một chỗ rồi, năm là đây. Ok. Như vậy là đủ nhá. Và là nhét góc sân để cho này cho này xuống một góc được không? Đây. Cho nó vị trí còn là này để nó dễ nó cắt inside. Rồi được chưa? Ở cái sơ đồ 1 này cũng thế, là cho thằng đứng một mình góc, riêng thằng riêng thằng nhá, đứng một mình một góc, cô lập luôn, nói hẳn luôn là cô lập luôn. Rồi, thấu chỗ, xong chưa? Cho nó tự kỷ vào trong tay biên, cho thằng này kèm chặt trong tay biên, phải để bám biên nữa. Con thằng này, riêng thằng này phải để bám biên. Tôi muốn đá vị trí cao nhất lương fan vì cái đầu của tôi ngửi bàn đá đông rất nhanh. Cho Tabi 10.011 đồng. Vlahovic da trắng mà vẫn bị cô lập. Thằng này tôi chỉ để nó bám biên thôi, vào đó duy trì vị trí bám biên rồi. Ok, sau chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai nhỉ. Vala bị phạt riêng cái trường hợp Vala nhá, riêng trường hợp Vala nếu như không thể ghi bàn trong trận đấu nhá, lên đường luôn. Nếu như không thể là ghi bàn được trong một trận đấu cơ bản thì là lên đường. Bây giờ nhá, xin phép nhá, sẽ tấn công thật nhanh. Tích không suy đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Nhiều đây đủ đuổi Busan khỏi câu lạc bộ chưa thầy. Không bao giờ Busan xuất hiện nữa. Trường hợp đấy không mà xuất hiện. Ôi. Julian Brand, ôi trời ơi, Busan đấy kể từ hôm nay không bao giờ thấy có mặt nữa. Ơ cháu Wan Bi về lau bàn phục vụ các cụ thầy quên à. Hai chấm mở ngoặc đơn chấm. Tôi định cho nó sẽ để không đấy, để tôi lấy lý do tôi đi thằng này ra khỏi lớp mà con mẹ nó sẽ để vào thẳng không chết luôn mà. Ui. Rồi, Vlahovic. Vlahovic bám biên dị biệt luôn. Rồi đổi chỗ mấy cái đổi chỗ nhau tí nhỉ. Rồi Ronaldo Messi cứ lên nào. Messi chân lại chân phải. Nào. Vlahovic. Chân trái. Khi cuộc đời đưa ta vào thế khó, ta mỉm cười coi đó là trò chơi. Con mèo mà nào biết làm thơ luôn á. Ui, chân trái hơn Messi một trình luôn đó, là nếu mà chân trái này hơn Messi một trình. Thằng Vlahovic này nó ăn may thôi, thầy đi nó xuống sát cột cờ góc cho em với ạ. Mày xuống đây thì khỏi ghi bàn. Con mèo mà đi thằng này không cho ghi bàn nữa. Con mẹ xuống đây, xuống tít đây, không cho ghi bàn nữa. Đi nó xuống này. Thủ tướng của vô tình đã đồng ý cho Tabi 10.000 đồng. Sau giáo án cù đen đá cánh giờ, chúng ta có chuyển nhân tiếp theo Vlahovic đá cánh bố của cánh chim lạ. Mẹ đối phương vừa... Vì xuống ra B đối phương A luôn rồi. Vừa xuống ra B cái đối phương A luôn. Không cái 3 điểm. Em mình yêu sát 3 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con mẹ A luôn rồi. S doping gấp. Ôi thằng nào cầu thủ nào ít điểm nhất nào. Ôi Vlahovic, ôi vương miệng luôn mà, đeo vương miệng luôn. Chân bệnh tiên tử, con mẹ này không thể nào đi được. Trường Vlahovic này. Ôi con mẹ cầu thủ cho đôi ra. Cầu thủ cho đôi đeo bắt đồ trưởng ra đeo cái thằng nào ấy. À, thằng này là CB Hy Lạp đúng không? Đây là CB Hy Lạp, đúng rồi thằng người Hy Lạp. Ôi, đúng rồi. Vô đôi giờ này ngày xưa là mấy em chơi cùng mà, ngày xưa là chỗ ở xóm mấy em chơi cùng. Mấy em ngày xưa là tập đá bóng của ngày xưa đam mê lắm. Ngày xưa đôi giờ này nó ở dưới lứa của tôi một tí nhưng mà nó đam mê lắm. Tại ngày xưa từ bé tôi đã phát hiện ra ở cái khu tôi nó đá hay lắm. Đó, nó đá phường viết cái thứ cho nó đại diện cho cái phường Quang Trung của chỗ tôi nó đá hay lắm. Nên là tôi bảo anh em là giới thiệu rồi, thằng này sớm một ngày nó sẽ thành công, một ngày nào đó nó sẽ trở thành đầu tàu Juve đâu mà. Sớm hay muộn đâu mà. Rồi ok, chúng ta sẽ đến trận đấu tiếp theo và 3 điểm tiếp theo sẽ đưa cho đội bóng này lên tới cái hành trình vinh quang. Anh em nào thích tấn công bằng mâm nào bảo tôi nhá, mâm xuôi mâm ngược cái thứ như anh em bảo này, tôi chỉ cần một click thôi là đổi mâm luôn. Vlahovic, anh đến từ hành tinh nào? Quạt ở chân trái rồi đấy.
Ui mẹ, mà chân trái này bóng đi ảo thế nhở, mà chân trái này có vẻ là mày có vẻ biết chơi nha, có vẻ biết chơi đấy. Biết mà. Ủa mày quá, mày quá, mày quá, mày quá. Quay một cái, nó là thể hiện được cái sự khéo léo của cầu thủ người Uruguay đó. Foden, Phil Foden. Phil Foden. Messi. Còn non lắm, còn non và xanh lắm, những cái pha bóng ấy dứt điểm nó cần phải có cái độ tĩnh. Nó cần phải có một cái một chút độ tĩnh. Đổi đổi mâm nhé, đổi mâm, đổi mâm xin anh em luôn, đổi mâm. Chuyển lên trên. Không ăn được, làm điều đổi mâm lên cho Messi Ronaldo lên xem nào. Thập phòng bây giờ đổi đổi nhá, đổi chỗ nhá, đổi chỗ bây giờ là Messi Ronaldo sẽ lên tấn công này, Messi Ronaldo Ibra sẽ lên tấn công này. Đó. Tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Dusan Slr 21 đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Chưa bao giờ DNT nhầm, nhưng tôi buồn quá, nhớ ngày xưa ấy. Vì ngày xưa ấy à? Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay à? Vì ngày xưa ấy à? Dusan đã quá thành công rồi, thật sự nó quá thành công ở trong Zero to Hero rồi. Nên để đất diễn cho người khác. Phải đỡ đi. Chắc chắn đến từ Nam Định. Đó, khẳng định luôn, chắc chắn là đến từ Nam Định. Ôi giời ơi. Dusan là phát kiến mới thật sự luôn đấy. Phát kiến cơm, phát kiến mới của nhân loại. Đó. Sau khi nhân loại tìm thấy lửa, phát kiến thứ hai gọi là kinh khủng thay đổi mọi thứ, đó chính là Dusan Vlahovic RM. Sao? Ma thú sút thẳng luôn á. Sút thẳng ăn được nhưng mất chai setting. Đó, mất luôn một chai setting cho ma thú. Cứ từ từ đi từng bước một rồi chúng ta sẽ lên siêu sao thế thôi, cứ từ từ thôi. Dusan. Dusan Vlahovic chuyển cho Ibrahimovic. Tờ. Chậm quá, trời ơi, quả hậu vệ Hy Lạp này chậm quá. Tôi có một người bạn ở đội tuyển quốc gia. Copy menu Phước Thịnh đã đồng nếu được chơi với cậu ấy, tôi nghĩ cái chân trái của tôi sẽ phát huy hết khả năng. Tập trung vào, tập trung đá bóng đi, tập trung đá bóng đi. Uầy. Tập trung đá bóng đi. Đang đá bóng cứ lẩu bò lẩu hủng gì, cứ lẩu bò lẩu hủng gì cơ. Nào. Thua bây giờ. Cái đội ngũ này, cái đội ngũ tấn công này nó không hiệu quả thôi. Đảo mâm mà ô nghe, đảo, 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 đảo sang cái mâm khác nhá. Nope. Brain. Ôi trời ơi. Seller 21 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quýt. Đừng dối lòng nữa, tôi biết thầy nghĩ gì mà. Nghĩ gì điên? Nghĩ cái gì á? Ờ, mày chậm mất rồi. Mày chậm mất rồi. Hoàng mới có cờ lê kênh anh 7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cờ lê kênh 7 luôn á? Tình hình là anh 7 vừa kênh đã được nút kim cương. Anh 7 sắp tới sẽ livestream chơi game. Thầy thấy sao nếu đã sâu mách với kênh UA Cristiano à? Được, tôi nghĩ là ok đấy, tôi sẽ nhờ khoa trò bình luận cho đấy. Wan-Bissaka. Ôi trời ơi. Tôi không thể chạy được nữa. Phải chạy, đừng nói phải chạy nha, trên trời đấy, cấm nghỉ. Tên đã đầu nét cho Tabi 10. Cấm được nghỉ phút nào. Thầy cho tôi con Alexander Mostoy. Cái gì? Alexander gì? Alexander Mostoy là cái gì nhỉ? Phải chạy nhá, trên trời Palovic. Mẹ chạy tiếp. Tôi không thể chạy được nữa. Trắng phổi. Lẹ đi kênh. Ok, Juni còn nguyên, khỏe nguyên. Pressing luôn này. Đó. Juni khỏe nguyên. Juni. Nope. Phil Foden. Chúng ta đã có mặt ở danh thế giới 3. Cứ mỗi ngày đi từng bước thôi. Thế giới 3. Madrid đã donate cho Tabi 10. Cảm ơn Madrid nha. Thằng Vlahovic cô chạy được si thì thầy để tôi. Nó không chạy được thôi, chạy cuối của nó là nếu bây giờ cầu thủ mà không chạy được thì bây giờ làm sao chấp nhận được. Nó cầu thủ đá bóng bây giờ mà không chạy nữa. Banega, người không bao giờ mất bóng Argentina cả. Từ từ. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nghĩ sao về cao be không bao giờ lon Balotelli.
không bao giờ lớn bao lâu tư liệu con mẹ mày sao sao à đúng rồi, hình như là quả đấy là đứng dưới thủ môn đúng không nhỉ? À đúng rồi, đứng giúp quả đấy đứng dưới thủ môn đúng không? Cái quả phối hợp đang đẹp luôn, bắt quả việt vị kìa. Chạy mà chạy dưới thủ môn thì khổ quá, bây giờ tính em nó nhiệt quá rồi. Luku này Mikhailo Mudryk đó, thay quả phận Dusan Vlahovic thằng này không chạy được mà. Bây giờ Vlahovic có chạy được không? Quả câu đâu có chạy được không? Tabi Menu Phước Thịnh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em xin được vào cầm giữa của đội hình này được cô ạ. Em mùa 23 like cộng 5 đang có sẵn, đang đợi thầy xúc ạ. Em đợi thầy xúc à? Kobe Menu ơi, đừng bán tôi chảy. Được, đó, giữ lại. Và lâu biết lại nhá. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gà bó xôi này họ ướp chuẩn bị ăn thấm cả da bên trong thầy ạ. Thêm cốc trà đào cam xả nữa là tôi ăn chưa biết ngán đây thầy. Quay đừng khoe nữa, quay ơi, đừng khoe nữa. Em có là con người không vậy hả? Hả? À? Có là con người đúng không vậy? Xúc ảo đâu Kobe Manu vào cầm giữa để xúc ảo cái gì? Gà bó Singer đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cháu Mapropanos nhà tôi bị thằng Bù ngay đấm và ham dọa nên có nhu cầu gọi thằng anh Hatterdiakos vào kèm người hùng Hy Lạp như hình với bóng ạ. Hatterdiakos, con mẹ con vợ này sao tàn chơi của Color Hy Lạp vậy ta? Ok rồi, được rồi, dị thật đấy. Color Hy Lạp vào đây luôn. Cứ Color Hy Lạp là ưng, vào đây. Messi tủa mày thế thôi, như này cho Manu cầm giữa nhá. Đó. Manu. Copy Menu Phước Thịnh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em xin đá CDM ạ. Em chỉ nhận bóng từ chú 7 để đưa bóng lên cho mắt Rick chạy được cô thầy. Thế thôi, đó CDM cho CM đi. CM. Rồi. Thế giới 1 à? Đây rồi. Ôi giời ơi. Quay đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ăn xong con gà bó xôi này tí không biết nên đi ăn cơm rang dưa bò chuẩn bò Nam Định hay đi ăn phở gà đen hầm đây. Mẹ ra chỉ ăn này không, mẹ không chuyện chỉ quá thân thực đây. Ui, hả? Lưu Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cầm giữa này. À thầy đang thế giới à. Cố lên huyền thoại để săn em Lưu Minh nhé. Lưu Minh mà ở dưới huyền thoại. Thôi đừng em lại nhờ thằng Fumino đá hộ đúng không? Ui, Lưu Minh. Ôi giời ơi. Mà danh huyền thoại. Bạn. Sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Thằng Matrix này dám lấy vị trí cháu xu nhà tao à? Em ngờ làm sao đây hả? Mà chua ngay mà cho thằng Matrix bảo đen thế của, cho cái thằng Mikhailo bảo đen thật đấy. Ai đổi thành Nguyễn Nam được? Vấn đề là ai đổi thành Nguyễn Nam bây giờ chứ? Mikhailo. Ôi trời ơi, mà là ông ấy ơi. Đừng kể nữa ngoài ơi, đừng kể nữa ngoài ơi. Đừng kể nữa. Mẹ 12 giờ đêm đi em phương sán. Sao lại... Ôi trời ơi. COVITEN 123 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy like vui vẻ ạ. Xin cảm ơn COVITEN nha, cảm ơn em nha. Ôi trời ơi. Nguyên Nam đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bú dần ơ 21. Tôi đã đổi tên R. Thầy nhớ nhé, ngày nào cũng vào đấy. Ôi trời ơi. Nếu muốn thay đổi thế trận này, xin hãy cho tôi lên vị trí cao nhất. Bỏ là hôm ấy, đỡ đi. AZ đã đổi cho Tabi 10.011 đồng. Linh Miu Ranh huyền thoại. Ha. Vơ lờ chuyện ngụ ngôn à. Thế giới 1 xin Linh Miu một cái kèo va. Uầy ghê nhờ. Ghê quá ta. Uầy. Cầm lấy mà chơi đừng vội. Cứ cầm lấy mà chơi. Lưu Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lúc. Tôi giờ đã ở một cương vị khác. Sáng hát mỏi cổ quá. Tại ra đường toàn phải ngước cổ lên. Sáng giờ mỏi cổ quá à. Trời ơi, Lukaku ơi. Dầu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Vợ là ông ấy. Thằng mắt rích đen vừa thôi, công thì cuồn thủ thì rốt. Ra ngoài cháu xu thỏ tao vào làm gương cho em mờ học. Mẹ ra luôn, thật ra luôn, vợ là ông ấy, cú đúc. Quá tuyệt vời. Uầy, chào chào năm mấy, tôi theo đuổi. Và lao vích, úi sợ cái chân trái ngon thế nhở. Quai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sáng mai nên đi ăn bún bò tái vắt chanh hay cháo gà đen hả thầy? Ơc tôi đạt Nguyễn bên kênh chat nha mặt cháo người. Cháo gà đen hả? Cháo gà đen, tôi tưởng có cháo gà bình thường, có cháo gà đen luôn hả? Tập trung nào. Ôi trời ơi. Lưu Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kèo dưới cho kèo to lên. Cái gì ạ? Và lao vích là đảo đây. Chân trái này.
Ôi trời ơi. Dấu tên đã đồng nét cho Tabi 1.345 đồng. Ui. Chiến thuật lấy cao u bờ u huyền bù thỏng. Ui, cảm ơn dấu tên nha. Ui, và lao vinh này, anh có là con người đâu vậy? Ui, đến từ anh tính nào vậy? Dấu tên này ghê vậy ta? Ôi trời ơi. Tôi muốn tăng lương. Sao số à? Tin tôi thêm một trận nữa ở hàng hậu, nope. Tôi sẽ cô để thầy thất vọng. Cái thằng ngu đích công kèm là người nó đùa đâu ấy. Ui, cái thằng ngu đích không theo hoa đi kèm ở đấy à? Em mình yêu sát ba đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Foden nhà tôi muốn vào sân. Sao? Muốn vào phải nói, bây giờ muốn vào chỉ phải nói lô cu rõ ra cái nó sao nào. Thế thôi, Julian Brand, rồi. Ủa thằng Munich này có bài trên sân cho đủ 11 thằng để chạy game hay sao? Con mẹ đéo tác dụng gì cả thật. Ui, chuyện quá hay quá nhở. Rồi, Ramsdale. Xoay. Thầy muốn gì ở Manu á kìa. Đã ở giữa thì bây giờ phải cầm bóng chia bài đấy chứ. Nope. Ôi trời ơi. Em cần một đường cong mỹ miều của Foden. Không được rồi, Panenka cố lên nào. Cố lên nào. Tất cả là tại thằng Modo. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy sợ à, nhót mặt cười. Và em cảm thấy em bắt đầu nghiện cái trò Weskin này rồi đấy. Chưa nghiện đâu Hải ơi, chưa nghiện đâu. Đó, bây giờ phải đứng ở trong bảng vàng top 10 mới là nghiện, lại là chưa nghiện đâu. Tất cả tại Mudrick. Còn mẹ ăn trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào Watt nhà tôi, Coderland SPL 8200kbpdck thay. Khó đấy. Cái trường hợp cháu biết tôi nghĩ là khó rồi, cháu 120 kia mà. Đó. Thôi được rồi, tôi nghĩ là chúng ta lên thế giới và chúng ta dừng cái tập này ở đây. Đó, dừng cái tập này đây là rất là hợp lý này. Vừa sinh rồi ơi. Em đạt lần đầu donate, không biết thầy có biết tôi không. Xem thầy đã lâu nay tôi mới có dịp donate. Này nhìn thấy khiển cái đội hình trong khó coi quá lôi đá thì bẩn chỉ thủ không công. Thủ thì gà mà mâm thì nhiều thầy thành mù. Cái gì nữa, cảm ơn Đạt nhiều nhé, cảm ơn anh em. Sao đâu. Thôi chuyển sớ. Thầy làm tôi thất vọng quá. Ủa thằng Mudrick chứ, thằng Mudrick không phải do tôi nha. Đó, dừng ở đây thôi.